Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần trước, tôi đã trình bày với quý vị về các cái cơ quan sinh dục bên trong của người phụ nữ. Trong chương trình tuần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các cái cơ quan sinh dục bên trong của người phụ nữ để khi chúng ta đã hiểu được cái cấu trúc, cái cấu tạo của cơ quan sinh dục phụ nữ rồi thì trong những cái chương trình tiếp theo khi mà chúng tôi trình bày các cái bệnh lý liên quan đến bộ phận sinh dục này thì quý vị sẽ dễ dàng tiếp thu những kiến thức về mặt bệnh lý mà tôi sẽ trình bày ở các cái chương trình sau. Và để giúp cho quý vị đón xem chương trình của chúng tôi được liên tục, chúng tôi mời quý vị đăng ký kênh và chia sẻ video này cho nhiều người biết để cho quý vị có những kiến thức cơ bản về y học để giúp cho quý vị không những chăm sóc sức khỏe cho bản thân quý vị mà còn chăm sóc sức khỏe cho người thân của chúng ta nữa. Đối với bộ phận sinh dục trong của người phụ nữ thì nó có các cái cơ quan sau đây. Thứ nhất là có âm đạo, thứ hai nữa là có cổ tử cung, thứ ba là có tử cung, thứ tư là có buồng trứng, thứ năm là loa vòi trứng và thứ sáu là ống dẫn trứng. Mời quý vị cùng nhìn lên màn hình để chúng ta quan sát tổng thể các cái cơ quan ở bên trong của người phụ nữ nha. Quý vị nhìn lên màn hình theo dõi từ ở dưới lên thì quý vị thấy là có cái âm đạo là cái phần mà từ bên dưới màn hình đó, nó có những cái đường xoắn ống như vậy thì đó chính là âm đạo. Tiếp đến là cái lỗ ngoài của cổ tử cung rồi cái lỗ trong của tử cung và tới cái thân tử cung, thân tử cung thì nó có cái đáy tử cung và ở trong là nó có cái lòng tử cung, cái lòng tử cung là cái nơi mà khi mà bé gái tới tuổi dị thì thì nó sẽ sinh ra kinh nguyệt từ đây và khi mà người phụ nữ mang thai thì đây cũng là cái nơi để cho bào thai phát triển ở hai bên là nó có cái buồng trứng ở hai bên, nó có vòi trứng và nó có loa vòi thì đó là toàn bộ những cái cơ quan sinh dục ở bên trong của người phụ nữ ở trên màn hình quý vị đang quan sát đó là chúng ta quan sát ở trên một cái thiết diện phẳng nhé quý vị nhá à, đây là cái thiết diện cắt dọc này thì quý vị quan sát thấy đó nếu mà chúng ta nhìn từ mặt trước vào đó, thì chúng ta thấy là có sương mù à, ngay sau sương mù đó là bàng quang và à, ở giữa bàng quang với trực tràng à, đó là cái tử cung và ở đằng sau tử cung là cái trực tràng. Như vậy thì tử cung của người phụ nữ nó nằm ở giữa bàng quang và trực tràng. Còn từ dưới lên thì quý vị thấy rằng đó là cái đường âm đạo đi vô cái cổ tử cung. Cổ tử cung thì nó có cái xu hướng là nó ngả ra phía trước. Hầu hết các cái người phụ nữ đều có cái tư thế cổ tử cung ngả trước. Và ở hai bên quý vị thấy đó đó là cái ống nhẫn trứng và buồng trứng. Đó là cái thiết diện cắt dọc của cái cơ thể người phụ nữ quý vị nhé. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng bộ phận một. Thứ nhất là âm đạo thì ngay sau màng trinh đó là âm đạo. Âm đạo nó là một cái hình ống dẹt. Hai cái thành của nó như thế này là thường là nằm sát vào với nhau và nó có cái chiều dài khoảng 7 đến 8 cm. Khi mà cái âm đạo nó có cái sự kích thích đó, thì nó có thể dài ra tới 11, 12 cm hoặc là hơn nữa cái đường kính của nó là cái đường kính là cái cái đường ở trong vòng này từ cái mép này qua mép này gọi là cái đường kính đường kính bình thường của nó thì nó khoảng 1 đến 1,5 cm thôi à, cái đầu trên đó thì nó gắn liền với lại cái cổ tử cung và cái đầu dưới thì nó mở ra bên ngoài à, bởi một cái màng gọi là cái màng trinh nó đi qua lỗ âm đạo ở phía ngoài à, âm đạo nó được cấu tạo bởi ba lớp quý vị cái lớp cơ dọc ở ngoài cùng rồi kế đến là cái lớp cơ vòng ở bên trong và ở cái lớp niêm mạc ở bên trong nữa thì nó có rất là nhiều mạch máu, nó giống như một cái tạng cương vậy ờ, Cái lớp trong cùng đó, thì nó có những cái gờ, cái gờ nó nổi lên, quý vị nhìn thấy ở trên màn hình đó gọi là cái gờ âm đạo nó có cái đặc tính là nó đàn hồi rất tốt bình thường là cái đường kính của nó chỉ có từ 1 đến 1,5 cm thôi nhưng mà nó có thể giãn rộng ra từ 10, 11 thậm chí là 12 cm khi mà người phụ nữ sinh em bé thì em bé nó sẽ đi từ tử cung đi qua cái ngã âm đạo này đi ra ngoài do đó mà nó có thể giãn rộng ra rất lớn tới từ 10 đến 12 cm và sau đó rồi thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu cho nên là các bạn nam đã khi mà các bạn sở hữu một cái cậu nhỏ nó có cái kích thước hơi khiêm tốn một chút thì các bạn cũng an tâm không hề hấn gì hết bởi vì cái âm đạo của người phụ nữ nó sẽ co giãn nó đàn hồi và nó phù hợp với mọi các cái kích cỡ của cậu nhỏ các bạn nhé cơ quan thứ hai là tử cung quý vị nhìn lên màn hình quý vị thấy đó tử cung hay người ta còn gọi là dạ con nó có một cái hình giống như là cái quả lê lộ ngược vậy và nó nằm ở cái điểm giao giữa trực tràng và bàng quang ở bên ngoài nó là những cái lớp cơ dọc ở trong cùng là có rất là nhiều mạch máu nó vòng vèo như vậy và ở trong cùng là cái lớp niêm mạc nó dày mỏng thì nó lại tùy vào cái từng thời điểm một ở tùy theo cái sự phát triển của cơ thể người phụ nữ mà cái bộ phận này nó sẽ có những cái sự thay đổi về kích thước và cái hình dạng khác nhau đặc biệt là khi mà người phụ nữ mang thai đó chính là cái thời điểm mà cái tử cung này nó giãn nở ra nhiều nhất ở tử cung thì nó đảm nhận nhiều các cái chức năng quan trọng khác nhau như là nó lưu thông máu trong cái kỳ kinh nguyệt, nó cũng là cái nơi để phôi nó làm tổ và phát triển. Nó cung cấp các các dưỡng chất cho thai nhi và khi mà đủ ngày đủ tháng thì nó sẽ đẩy thai nhi ra ngoài qua cái cổ tử cung. Và tại trong lòng tử cung này thì đây cũng là cái nơi mà khi mà các bác sĩ đặt vòng tránh thai cho chị em thì họ cũng đặt vào trong cái lòng tử cung này. Cái cơ quan thứ ba đó là cổ tử cung. Cổ tử cung thì nó giống như là cái miệng con cá vậy quý vị. À, nó nằm chính giữa tử cung và âm đạo. Cái kích thước cổ tử cung á, thì ở mỗi một người phụ nữ nó khác nhau. À, khi mà chưa sanh lần nào á, thì thường là nó rất là nhỏ. Mà sanh một lần thì nó rộng. Và nếu mà sanh nhiều lần thì cổ tử cung này nó lại rộng hơn nữa. Cái kích thước nó to nhỏ, hình dáng của nó phụ thuộc vào các cái số lần sinh nở của người phụ nữ cổ tử cung thì nó đảm nhận cái nhiệm vụ là ngăn chặn các cái vi khuẩn ký sinh trùng nó từ ngoài nó xâm nhập vào bên trong. Bên cạnh đó khi mà có quan hệ tình dục thì cái cổ tử cung này nó sẽ tiết ra các các chất nhầy để giúp cho cái việc quan hệ nó được dễ dàng và nó cũng là cái môi trường để cho tinh trùng nó di chuyển vào trong lòng tử cung và nó đi vào cái vò trứng để nó gặp trứng nó dễ dàng thụ tinh hơn cái bộ phận này nó còn giúp cho dẫn máu kinh đến âm đạo và nó được tống ra ngoài qua cái cổ tử cung này và khi mà người phụ nữ sinh nở thì dưới cái sự co bóp của các cái cơ tử cung thì cái cổ tử cung này nó sẽ mở ra để nó đưa em bé ra ngoài qua cái cổ tử cung này, đi ra cái ngã âm đạo. Cơ quan thứ tư chúng ta cần quan sát đó là buồng trứng. À, mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta quan sát buồng trứng nha. Ở mỗi người phụ nữ đó, thì bình thường nó sẽ có hai cái buồng trứng. Kích thước của nó là 1 x 3 x 4 cm. Có nghĩa là nó bằng khoảng cái trái hạnh đấy quý vị. Đến độ tuổi dậy thì thì mỗi tháng một lần Uh, một trong hai buồng trứng nó sẽ rụng một quả và nó để lại một cái vết sẹo nó làm cho cái buồng trứng nó sần sùi hơn nhưng mà đến độ tuổi mãn kinh thì cái buồng trứng nó sẽ lại trơn chu như lúc ban đầu Buồng trứng của người phụ nữ nó có hai chức năng thứ nhất là chức năng ngoại tiết đó là nó tạo và phóng thích trứng uh, chứa cái nang loãn nó khoảng 300.000 đến 500.000 loãn khi mà người phụ nữ đến tuổi trưởng thành và nó sản xuất ra một số các loại hoạt môn nữ như là estrogen và progesterone. Quý vị biết là khi mà bé gái còn nằm ở trong bào thai của mẹ đó tức là vào khoảng tháng thứ năm của thai kỳ thì mỗi một bé gái đó nó sẽ có khoảng 7 triệu trứng và đến khi mà bé gái chào đời thì nó giảm xuống còn khoảng 2 triệu trứng đến khi mà bé gái dậy thì thì cái trứng nó tiếp tục giảm xuống nó còn khoảng 300.000 đến 500.000 trứng thôi và trong số 300.000 đến 500.000 trứng đó thì trong suốt cái độ tuổi sinh sản của người phụ nữ nó chỉ có khoảng 500 trứng là nó trưởng thành và nó có khả năng thụ thai được. Còn lại thì nó sẽ giảm dần theo thời gian và nó sẽ hết hẳn vào cái độ tuổi mãn kinh của người phụ nữ. Cơ quan thứ năm là ống dẫn trứng. Quý vị biết là ống dẫn trứng là cái phần chạy dài từ cái thân tử cung và ở phía ngoài cùng của nó thì nó nằm ở trên cái buồng trứng nó có những cái tua ra như thế này đấy quý vị quan sát những cái tua như những cái ngón tay vậy thì ống dẫn trứng nó sẽ nối liền cái buồng trứng với cái buồng tử cung qua cái ống dẫn trứng khi mà buồng trứng có cái sự phóng noãn thì nó sẽ di chuyển vào cái buồng tử cung qua cái ống dẫn trứng này ống dẫn trứng cũng là nơi mà tinh trùng và trứng gặp nhau và nó xảy ra sự thụ thai tại cái ống dẫn trứng này nếu mà cả hai ống dẫn chứng hai bên mà bị tắc đó, thì nó có thể làm cho tinh trùng không gặp được chứng và nó gây ra vô sinh nữ. Trong những cái trường hợp người phụ nữ vô sinh do tắc nghẽn cái đường dẫn chứng này đó, thì người phụ nữ cần phải có cái sự can thiệp và hỗ trợ sinh sản bằng những cái phương pháp kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay như là cái kỹ thuật IVF chẳng hạn. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị các cái cơ quan sinh dục bên trong của người phụ nữ khi mà chúng ta đã có một cái nhìn khái quát nhất về cái cấu tạo của hệ sinh dục nữ rồi thì trong những cái chương trình kỳ tới khi mà chúng ta trình bày về các cái bệnh lý liên quan đến cái hệ sinh dục này thì hy vọng rằng quý vị sẽ lĩnh hội một cách trọn vẹn hơn xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin quý vị like chia sẻ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo ở bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các cái loại bệnh lý và các cái biện pháp bảo vệ sức khỏe của con người xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc xin kính chào quý vị